Rồi, chào tất cả các bạn thủ nha. Bắc Trung Nam quay trở lại video ngày hôm nay. Giờ ngày 19 tháng 9 như này. Thì video lên tổng cộng ở đây có chung là 27 mẫu cần nha. Lần lượt những dòng như là 2 3 khúc. Cần lô thì có dòng như là Masograph, dòng như là Smith nha anh em, dòng Jackson và dòng Smith nha, dòng Mỹ cho mình. Trên trong thì sẽ có 2 3 khúc, có dòng như là 2 3 ngọn. Cần tay thì đây số nhiều như này, nhiều loại đây. Từ 4m5, 5m4, một số cần tay là 3m6. Cần tay đập khúc, cần tay lóng dài Daiwa, Shimano, Nissin 8m1 nha, da tốt cho mình. Một số cần lục nha và cần ISO khoen nhỏ khoen lớn. Ở đây thì sẽ có một số nhái thái như này. Đây, nhái thái cho mình nha. Nhái này thì có đủ màu cho mình. Nhái nhỏ như này. Nhái tầm khoảng từ 7 8 g, cho nên mình lưu những dòng như là UL cảm giác thôi. Lưu lóc, lưu chẽm, lưu lóc lẫn lẫn như này. Đây, thế này. Thì em sẽ báo rõ tình trạng của những sản phẩm ở đây. Thì em lưu ý chốt đơn liên hệ trực tiếp Duy 0923 534 779. Thì ship có toàn quốc đối với cần là 30.000 một đơn, còn nhái thì em sẽ báo rõ cho mình nha. 5 con bao ship cho mình ạ. Nhái này thì bán lẻ cho mình là 70.000 một con. Đây, nhái nhỏ như này, nhái thái nha. Nhái này thì có nhiều loại. Đây, những con này thì giống như là con ếch ộp cho mình này. Đây, những con bọ nha. Bọ này. Đây rất là nhiều màu. Thì anh em cứ inbox Zalo thì em sẽ gửi một số hình cho mình xem. Nhái này thì bán cho mình là 70.000 một con nha này. 70 con một ngày nha. Nhái nhỏ nha, anh em lưu ý. Nhái này thì nó rơi cho mình tầm khoảng từ 7 đến 8 gram thôi. Đây, nhái nhỏ nha, nó có thìa đầy đủ hết. Nhái mới, nhái thái cho mình ạ. 70.000 một con. Thì mua 5 con miễn ship nha. Đây, 5 con miễn ship cho mình. Đây, có như mẫu như thế này. Thì anh em cứ lấy con nào thì inbox Zalo nha, em sẽ gom một đống em chụp em gửi. Rồi anh em mình chọn màu nha, nó dễ hơn. Đây. Nghe thấy 70.000 một con. 5 con miễn ship nha. Trong mấy trước thì cũng trăm mấy 200 con bán hết thì còn có tầm khoảng mấy chục con cho mình thôi. Đây, tổng thể thế này. Rồi, nhái thì anh em cứ inbox riêng nha, em sẽ gửi mẫu cho mình cụ thể hơn. 70.000 một con. Cần thì ở đây sẽ có cho mình một số mẫu cần như sau. Số 1 thì đây sẽ có một con cần rút. Con này thì cần của hàng Olympic. Độ dài của cần là 2m4. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Đây, Korea xuất Nhật nha, có tem vàng đầy đủ. Olympic dòng Mamiya. 2m4, con này ngọn cần thì đo cho mình được là ngọn Hailey. Khoen của mình là khoen Fuji, loại xì đá xám. Con này thì mình câu lô rút, mình câu ngâm, câu đơn được nha. Đây, độ cứng tầm khoảng 15-20. Tính theo cần lô thì nó sẽ cứng tầm khoảng vào M cho mình. Đây, tổng thể thế này. Nước sơn thì màu bạc nha. Dàn khoen Fuji loại xì đá xám 2m4 nhỏ nhẹ thôi. Bắt gặp Fuji F6 trọng lượng cân được là 140g, mã số 1 giá 500.000. Mã số 2, đây sẽ có một con cần ISO khoen lớn như này. Con cần ISO khoen lớn này của hãng Nissin nha. Đây Nissin. Độ dài của cần là 5m3, độ cứng 3. Tình trạng con này thì nó bị xước như này. Ở ngoài này bị xước sơn này. Đây không tình bị xước sơn nha. Hàng nội địa Nhật tem vàng rồi, Nissin thì em biết rồi. Dàn khoen Fuji, đây loại xì đá xám cho mình. Con là độ cứng 3 thì hạ tay ra cho mình tầm khoảng vào 5H này. Ngọn sẽ tầm khoảng vào 1.5 ly. Ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy thế này. Phôi carbon xoắn vân, trong trừ cái lóng ngọn thôi. Càng cái lóng ở trong thì nó còn ok nha. Đây, lóng ngọn và mấy cái lóng gốc á. Còn mấy cái lóng ở trong thì còn sáng này. Tình trạng con này thì có xây xước. Thì để cho mình giá tốt hơn. Đây, giá tốt như này. Đây, xây xước thế này. Con này thì để cho mình là giá 500.000 như này. Đây, giá 500 nha. ISO khoen lớn Nissin 5m3 nha, độ cứng 3, trọng lượng là 310g, mã số 2 giá 500.000. Mã số 3, thì đây sẽ có một con ISO khoen lớn cho mình luôn. Con này thì còn rất là đẹp nha. Độ dài của cần là 5m4, độ cứng 4. Cứng 4 thì nó dạng cứng rồi, bạo lực hơn cho mình. Hàng nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ hết. Dàn khoen Fuji, đây loại xì đá xám nha. Đây khoen lớn cho mình. Con này ngọn cần thì ngọn lớn, cứng 4, đánh lục đầu cần đều được. Ngọn thì gần tầm khoảng 1.8 ly. Đây, ngọn sẽ có 1 này, 2 nha. Và 3 khoen chạy như thế này. Phôi con này là phôi carbon xoắn vân toàn thân. Tổng thể thì con này còn rất là mới như này. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% rồi. Đây, còn rất là sáng và đẹp này. Đây, còn đẹp còn mới nha. Đọc xuyên chống nổ đầy đủ đây. Phôi phía còn rất là sáng. Quen pad Fuji xứ đã xám. Quen thì còn đẹp nha, không nứt chân. Thì những dòng khoen lớn thì đa số là bắt vặn cho mình rồi. Trọng lượng cân được là 340g, mã số 3, giá 850 nha. Đây, 850.000. Đây, ISO khoen lớn của dòng Osaka. Carbon còn rất là mới. Đánh đầu cần sân hàng. Mã số 4, thì đây sẽ có một con cần lục như này. Con cần lục này là cần lục của dòng Simat nha. Đây, của dòng Simat cho mình này. Con này thì em đã hạ pass trước rồi nha. Đây, con này đã hạ pass xuống cho mình rồi. Pass hiện tại rất là thấp. Pass này thì nó thích hợp cho những anh em mà đánh Việt Nam ở đây. Mình khỏi về hạ pass nha. Hạ pad cuốn chỉ rồi. Hiện tại con pad là thì gốc tên chân pad á, đây cho mình tầm khoảng 28cm thôi. Gỗ định nha. Độ dài của cần này thì là 4m2, độ cứng 27,
27 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng 1 DS. Giang khoen Fuji loại xe đất xám, ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.6 ly nha. Đây ngọn 2.6 ly. DS thì mình đánh lục đầu cần, đánh tầm khoảng từ 25 mét độ lại vừa nha. Ngọn cần sẽ có 1 và 2 khoen chạy. Phôi con này là phôi carbon nha. Đây, carbon nước sơn màu bạc thế này. Xanh nha. Xanh là vì đẹp này. Đây tổng thể này đã hạ phát trước cho mình rồi. Rồi giang khoen là giang khoen Fuji loại xe đất xám, 4.2 độ cứng 27. Con này trọng lượng của cần thì cân được là 390g, mã số 4, giá từng là giá 800.000 nha. Mã số 5, số 5 thì đây sẽ có một con cần lục nha. Con này thì cần lục nó sẽ dài hơn. Cần lục này thì độ dài cần là 4.5 của dòng Land Master, hàng Korea này. Hàng đội Korea có tem vàng đầy đủ nha này. Giang khoen là giang khoen Fuji, đây loại xe đất xám cho mình như này. Con này độ cứng là độ cứng của cần nó rơi cho mình tầm khoảng từ 25 đến 27, ngọn cần thì đo cho mình được là ngọn 2.7 ly. Phôi carbon xoắn này, ngọn sẽ có 1 và 2 khuyên chạy cho mình này. Những dòng thì cũng đánh đầu cần gần bờ, đánh bạc bãi bạc biển nha, thu ngâm cô đơn đều được này. Đây, tình trạng nó sức sơ xíu thôi. Này, có sức châm nha, sức châm sơ thế này. Còn lại thì ok hết. 4.5 hàng Korea, khuyên bát của mình là khuyên bát Fuji, loại xe đá xám. Có này trọng lượng của cần cân được là 450g, mã số 5, giá 750 như này. Đây, 750.000 nha. Bắt gặp Fuji F7, tổng thể nó còn nguyên bản hết. Số 6 thì đây sẽ có một con cần lục, con này thì cần lục của Daiwa như này. Con này có dòng là dòng Price Sub nha, T27 4450 nha, 4.5 cứng 27, tầm khoảng DS, T chỉ đỏ cho mình. Thì những cái dòng đời mới thì hàng có mình là China Sub Nhật này, có mã code và tem vàng hết rồi. Đây Sub Nhật thị trường nha. Bắt gặp Fuji Stainless LS7, dạng khuyên Fuji, loại xe đá xám. Con này thì phụ kiện của cần thì nó sẽ có nắp chụp zin nha. Thì những cái cần kia thì nó sẽ có nắp chụp Fuji đen cho mình. Còn những cái dòng mắc như thế này nó sẽ có nắp chụp xịn thôi. Giang khoen Fuji loại xe đá xám, tình trạng con này hầu như còn mới tinh. Ngọn con này là ngọn 2.4 ly. Thì những cái dòng thì đều có định vị như này. Đây có định vị khoen này. Đây. Mấy con này thì mình đánh lục nha. Đánh lục tầm khoảng từ 35 3 mét độ lại thôi. Phôi carbon xoắn vân, tổng thể thì con này có rất là mới. Đây. Nó còn mới và sáng nha. Màu bạc cho mình này. Đóng xe mi chống nổ. Những con này có định vị cho mình hết này. Đây. Định vị lóng, định vị khoen nha. Cần thì còn rất là đẹp. Mấy con này thị trường thì nói chung là bên đó thì nó sẽ mắc hơn. Con này thì hầu như còn mới tinh nha em. Chưa sử dụng qua cho mình luôn. Đây. Trọng lượng con này thì cân được là 440g, mã số 6. Giá con này là giá 2 triệu nha. Đây 2 triệu cho mình ạ. Số 7 trở lên thì sẽ có một con số một cần tay cho em. Đây sẽ có cho mình là 617 mẫu cần tay cho mình luôn. Thì trước cho mình là hai con cần tay lóng ngắn. Mã số 7 thì đây sẽ có một con cần tay lóng ngắn. Con này thì của hàng Alpha Tackle, độ dài con này là 4.5 nha anh em. 4.5, hàng đồ địa Nhật tem vàng. Thì em nói lưới nha, con này thì bụng 4.5 thì nó bị dắt một lóng nha. Đây. Và dắt cái lóng sát cái này á thì nó dán cái lóng thứ hai chín lóng lên này. Nó cứng rồi. Thì hiện tại con này nó còn cho mình là 4 mét thôi nha anh em. 4 mét nha, để cho mình giá tốt. 350.000. Ngọn con này thì là ngọn 1 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng vào 3H. Phôi cần là phôi carbon xoắn vân này. Đây. Xoắn vân nha. Hiện tại con này thì nó còn cho mình là 4 mét thôi. Anh em lưu ý nha. Để cho mình giá tốt nha, 350 thôi. Cần là cần carbon. Con này thì mình về mình rô giết mẹ dân câu suối là được nha. Đây, con thể con rất là đẹp này. Con này trọng lượng của cần cộng tương đối nhẹ cho mình, nó chỉ có là 115g, mã số 7, giá 350. Cứng tầm khoảng 3H, thu gọn 55cm nha. Đây. Tay cầm cũng được làm nhám đầy đủ nha. Cực kỳ ok hết. Lóng ngắn thì nhỏ nhẹ, thế là mình bỏ cốp xe, ba lô mình đi du lịch. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì đây sẽ có một con cần tay lóng ngắn, con này thì của dòng Rosa Carbon. Độ dài 5m4, thì những cái con này thì đều là hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Thì phụ kiện con này thì nó sẽ có một cái nắp chụp zin theo cần, cái nắp chụp gỗ thế này. 5m4 con này thì cần ra thẳng như này, phôi rất là dày, cứng tầm khoảng vào 3.5H. Ngọn 0.7 ly và phôi con này thì là phôi carbon này. Đây xoắn vân nha. Toàn thân này. Con này thì anh em về đánh chép nha. Chép đều được này. Đây, con này phôi rất là dày, hơn 200g nha, 210g á. 5m4 210g cho mình. Lóng lít thì nó còn đẹp và sáng hết rồi. Đây. Tổng thể nha, có ok hết. Thì phụ kiện thì nó sẽ có một cái nắp chụp bằng gỗ. Tay cầm con này thì cũng được làm nhám nha, cho mình là cầm chắc tay hơn. Nắp chụp thì xoáy bằng inox. Con này trọng lượng cần thì cần được là 210g, 5m4 cần ra thẳng tầm khoảng 3.5H. Mã số 8, giá 550, thu gọn con này là 59cm này. Đây, 59cm nha.
Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần tây lóng dài. Đây con này cần tây lóng dài nha. Con này thì mã số 9. Độ dài của con này là 3m6 nha. 3m6 cần tây của dòng carbon, của dòng king này. Đây tổng thể thế này. Thì con này ngọn cần thì ngọn nhỏ thôi. Ngọn cần thì đo cho mình tầm khoảng vào 1 ly. Cần ra thẳng nha. Độ cứng thì ra cho mình tầm khoảng 3.5H. Đây. Phần carbon xoắn vuông toàn thân. 3m6 thì con này thì nó kể như là 4 lóng nha. Đây, 4 lóng. Tổng thể thế này. Ở trong tình trạng con này thì đẹp, thích hợp mình rô giết mấy dân này. Đây. Tay cầm con này thì cũng được làm nhám, mình cầm chắc tay và gốc thì có một dây buộc bảo hiểm như thế này. Trọng lượng con này thì cân được tương đối nhẹ nha, 110g, mã số 9, giá 500.000. Mã số 10, số 10 thì sẽ có một con cần tây ráp khúc như này. Con cần tây ráp khúc thì có phụ kiện, nó sẽ kèm một cái bao vải thế này. Con là cần tây ráp khúc carbon. Đây. Mình lấy cắt lóng hết cho mình xem nha. Con này thì độ dài cần là 5m3 nha. Con cần tây ráp khúc là độ dài cần là 5m3 nha. Độ dài con này là 5m3 thì con này sẽ kèm cho được 6 lóng nha. Thì em sẽ lấy tất cả lóng mình phụ kiện. Đây, cả lóng ở trong. Con này rất là tương đối mềm nha. Con này thích hợp mình về mình cầu cảm giác á. Thì cho rất là mềm cho mình luôn. Rồi, cần tây ráp khúc carbon như này. Đây cần tây ráp khúc carbon. Độ dài con này thì đo cho mình được là 5m3. Tổng cộng đi kèm cho là 6 lóng. Thì mấy con này thì ngọn đều là ngọn nhỏ rồi. Ngọn con này thì tầm khoảng vào 0.8 ly thôi. Độ cứng thôi cho mình tầm khoảng vào 2.5H nha. Đây 2.5H. Tổng thể thì cần nó sẽ còn đẹp và sáng này. Đây. Có ok nha. Tay cầm của nó thì được cuốn chỉ cho mình cầm chắc tay. Thì phụ kiện thì nó sẽ kèm một cái bao như thế này. Thì trọng lượng của cần này thì cân được là 170g, ngọn 1 ly, cứng tầm khoảng 2.5H. Mã số 10, giá 500.000 nha. Mã số 11, 12, 13 thì sẽ có 3 con cần tây cho mình sang hàng đây. Cần tây tiếp theo là mã số 11, là một con cần tây của hãng Daiwa nha này. Đây, thông số nó hơi phai xíu nha, nhìn kỹ nha. Cần tây của hãng Daiwa dòng là dòng CG nha này. CG là dòng carbon gold. Độ dài của cần là 8m1 nè. Đây 8m1 nha, con này phối rất là dày. Con thích hợp cho nên mình về sang hàng nha. Chấm đen, chấm cỏ đều được. Con này cần ra thẳng cho mình ạ. Ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 1.5 ly. Cần ra thẳng ra cho mình tầm khoảng trên 6H. Carbon gold, phôi của mình là phôi carbon này. Đây carbon xoắn vân nha. Toàn thân như thế này. Đây. Những dòng thích là cho mình về sân hàng như này. Sân hàng chấm đen chấm cỏ được này. Nước sơn của nó thì nó hơi cũ xíu thôi. Tổng thể thì nó còn ok hết này. Đây. Đây cần rất là còn đẹp nha. Còn đẹp và sáng thế này. Đây, nước sơn nước xí còn ok hết. Độ dài 8m1, độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 6H. Phôi rất là dày luôn. Cho mình sang hàng ạ. Tay cầm của cần thì nó được cuốn chỉ này và nắp chụp của cần là xoáy vàng inox. Đây qua 8m1 phôi dày, trọng lượng là 440g, mã số 11, giá là 1 triệu như này. Đây 1 triệu cho mình ạ. Mã số 12, 12 thì sẽ có một con cần tây. Con này thì cần tây 8m1 cho mình luôn như này. Đây cần tây của hãng con này có dòng là Nissin nha. Đây dòng Nissin dòng Trendy này. Đây, Nissin Trendy. Độ dài của cần là 8m1, con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn. Đây, lóng rất là nhỏ. Hàng có bạn nào đều là nội địa Nhật rồi, tay vàng đầy đủ, tay thì có xước xíu. Con này thì ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 1.4 ly, độ cứng con này đo cho mình tầm khoảng 5H thôi. Độ bu con này là 360 độ chống xoắn cho mình này. Đây phôi cần là phôi carbon xoắn vân. Đây tổng thể thế này. Con này thì tầm khoảng 5H thôi. Lóng nó sẽ nhỏ nhẹ hơn cho mình. Thế là những anh em mình về nha. Mình có thể là đánh đánh gì hình này, đánh chép, đánh sặc rằng đều được này. Lóng lít còn đẹp nha. Tổng thể này. Tình trạng của nó thì nó sẽ có một cái lớp sơn 2K ở ngoài á. Thì lâu ngày nó bị bộ nổ thôi. Đây còn lại thì cần có sức sơn một xíu, không ảnh hưởng như này. 8m1 của Nissin. Đây hàng nội địa Nhật. Nước sơn thì màu xanh, màu vàng như thế này nha. Trọng lượng con này thì tương đối nhẹ thôi. Nó chỉ có là 300g, mã số 12. Giá là 1 triệu như này. Đây Nissin dòng Trendy. 1 triệu cho mình ạ. Mã số 13. 13 thì đây sẽ có một con cần tây. Con này thì cần tây của Si nha. Con này cứng của dòng là Shimano dòng Azu. Con này thì thông số như sau. Cần Shimano của dòng Azu S, độ dài con này thì 8m rưỡi, có chế độ zoom 8m như này, 8m zoom 8m rưỡi. Con này cái chế độ zoom nó nha, anh em lưu ý nha, cái này thì zoom nó bị cứng rồi nha, kéo nó không ra. Và như bên Nhật trước là nó dán cứng cho mình luôn. Thì những cái dòng đều là hàng nội địa Nhật rồi. Đây Shimano dòng Azu. Phụ kiện của cần này thì nó sẽ có một cái nắp chụp gỗ kèm thế này. Đây của Shimano dòng Fire Carbon như mình luôn. Con này thì cần ra tương đối thẳng nha, tầm khoảng 6H. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 1.6 ly, đầu bu 360 độ chống xoắn này.
những cái dòng Azu này thì phôi của mình là hai da từ gốc tới ngọn rồi. Đây, rất đẹp nha. Đây, hai da dòng Azu. Đây, cực ok hết. Con này thì mình về mình câu sạc răng, đánh chép, ao xung hồi dịch vụ được nha. Tình trạng của cần thì nó sẽ có xước sơ sơ theo cần thôi. Đây, quẹp quẹp một xíu thôi. Còn cái lóng thì có ok này. Đây. Một xíu nha, chứ không ảnh hưởng chất lượng cần cho mình. Rồi con này thì hiện tại của cần nó chỉ có 8 mét cho này. Cái chế độ zoom của nó bị cứng nha. Thì cái này tiệm rút nó không ra, như bên Nhật người ta dán chết cho mình rồi gì ạ. Tổng thể thế này. Cần Shimano Azu của Azu nha này, Shimano 8m, có chế độ zoom nó bị chết thì tay cầm của nó cũng được làm nhám, nắp chụp thì xoay phẳng inox nha. Tổng thể thế này. Trọng lượng con này thì tương đối nhẹ, nó chỉ có là 300g, mã số 13. Giá con này là 1.400.000 nha. Đây 1.400.000 cho mình ạ. Tiếp theo mã số 14. 14 thì đây sẽ có một con cần 3 khúc dây trong. Đây có 3 con cần gì không? Dây trong nha. Con này thì mã số 14 là một con cần dây trong 3 khúc. Con cần này thì của hãng Alpha Techco. Độ dài của cần là 3m3, hàng Korea. Con này tương đối cứng nha. Ngọn con này thì ngọn lớn, đo cho mình là ngọn 3 ly. Con này thì đầu bu và khoen của mình là khoen xích hết. Tình trạng hơi cũ như này, để cho mình giá tốt này. Khoa độ cứng của cần nó ra cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80. Anh em mình về lên khoen hoặc mình luồn dây, mình câu dây trong đây được, cô ngâm cô đơn. Tay cầm cán mút bát phẳng Fuji. Gốc sẽ có một cái dịch vụ hiểm như thế này. Đây toàn bộ khoen con này là khoen chạy, là khoen xích nha. Đây. Trọng lượng cân được là 440g, mã số 14. Giá con này là giá 400.000 nha. 400. 3m3 cứng tầm khoảng 50 đến 80. Mã số 15. 15 thì đây sẽ có một con cần dây trong 2 khúc. Con này 2 ngọn nha. Cần dây trong 2 khúc carbon. Độ dài của con này là 2m7. Đây tổng thể thế này. Nó có 2 ngọn, một ngọn 40-60, một ngọn từ 20 đến 40 này. Đây thông số này. Trong hai ngọn con này thì đều là ngọn cảm giác nha, 20-40, 40-60. Thì bắt đập bắt vặn Fuji DPS. Thì con này hai ngọn của mình thì tương đối nhỏ thôi, một ngọn là 2 ly, còn một ngọn còn lại là tầm khoảng 2.5 ly. Đây. Tổng thể này hai ngọn của các chai cần rồi. Con này thì mình về mình luồn dây, mình câu ngâm cô đơn hoặc mình lên khoen cũng được nha. 2m7 hai ngọn ạ. Đây, tổng thể này. Trọng lượng của cần á thì cân được là một cốc một ngọn nhất nhẹ nha, 220 g thôi, mã số 15. Giá con này là 600.000. Mã số 16. 16 thì đây sẽ có một con cần dây trong 2 khúc 3 ngọn như này. Là dây trong 3 khúc 3 ngọn luôn, cái đấy của hãng là Suzumi này. Thì thông số con này là của dòng Seamaster, độ dài cần là 2m7 nha. Thì con này thì 3 ngọn cần có một ngọn bị dập như này. Đây có một ngọn nó bị dập sẵn cho mình trước nha. Đây. Nó bị dập ở đây nha, là một ngọn này bỏ đi. Cái ngọn này là ngọn ngọn 50 đến 80 nó bị dập nha. Thì coi như là ngọn này bỏ thì em gửi kèm cho mình luôn. Nó chỉ còn cho mình là hai ngọn thôi, một ngọn 30-50 và một ngọn là 80-120. Đây tổng thể thế này. Khoen của những con này thì đều là khoen xích nha. Khoen chạy là khoen xích hết. Bắt là bắt vặn Fuji. Đây nước sơn thế này. Đây cái đầu bu của mình là đầu bu xích nha, titanium. Đây, xích gold cực kỳ đẹp luôn. Thì con này ba ngọn kèm cho mình, một ngọn cần là 2.8 ly, một ngọn 3 ly và một ngọn là 3.5 ly. Độ cứng lần lượt là từ 30 đến 120. Thì có một ngọn bị lỗi. Nó bị dập thì em sẽ gửi kèm mình về mình xử lý sao cũng được nha. Trọng lượng con này thì một gốc một ngọn á là 310g. Mã số 16, giá là 700 như này, 700.000. Rồi tiếp theo thì sẽ có một số cần lưu như này, cần lưu và cần cô xích cô bể nha. Ở đây thì sẽ có một con cần lưu hai khúc máy đứng. Đây con này rất là nhẹ nha, con này cứng tầm khoảng một UL cho mình thôi. Cái này thông số như sau, cần lưu máy đứng của dòng Beta Fixin hàng Korea. Độ dài con này là 6 feet, 1.8. Thì con này bị hụt như này. Hiện tại con này có cho là 1.7 thôi nha. Em lưu ý nha. Và tất cả dàn khoen con này đều là dàn khoen full xích thế này. Đây dàn khoen full xích nha. Con rất là mềm nha. Đây dàn khoen full xích. Thì thông số con này tải mồi á thì nó rơi cho mình tầm khoảng từ 2 đến 10 g, tải cá từ 2 đến 8 lờ bao. Tầm khoảng vào 4 5 ký cá thôi. Đây, con này thì là hiện tại cần là nó cứng tầm khoảng vào UL như này. UL rất là mềm nha. Đây thích hợp cho em mình có suối này. Có suối có bè nha. Nguyên cái dàn khoen con này thì đều là dàn khoen full xích thế này. Dàn khoen full xích nha, ba chân hết. Nó hậu tạo còn hiện tại là còn 1.7 thôi. Con này trọng lượng cần thì siêu nhẹ luôn, nó chỉ có là 60g thôi nha này, 60g, mã số 17, giá 600.000. Thì cái pad con này là pad nắm nha, cái pad này thì anh em xài nhiều thì biết rồi. Gắn máy 1-2.000 vào thì mình nắm lại là ok này. Pad nắm nha, 60g thôi, giá 600.000. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần cắm gốc, con này cho đem dít biển, hay này cô ngâm đều được này, cô lua nha. Rồi con cần này là cần cắm gốc. Con này thì thông số này như sau. Đây, bị ngược nha.
Cần này thì độ dài của cần là 7 feet nha em. Đây 7 feet là 21. Cần này có dòng là dòng rất sơn nha. Đây có dòng rất sơn. Rất sơn là dòng Mỹ nha em. Tay quan xúc thị trường Mỹ cho mình này. Thì độ dài cần là 21, thông số mua lúa từ 10 đến 28 gram. Tại cá từ 8 đến 20 là bao. Tầm khoảng vào 10 ký cá. Con này thì độ cứng tầm khoảng về M, dạng khoen của mình là dạng khoen full set 3 chân cái này. Đây, khoen full set 3 chân nha. Tổng thể thì cần này sẽ có rất là mới. Đây. Mới như này, ngọn cần từ tầm khoảng vào 2.4 ly. Cái đầu bu rất là lớn. Đây, mới này. Độ cứng tầm khoảng M, những dòng thì đem zip á, zip mồi hàng nhẹ thôi, 28 gao thì dạng nhẹ vừa. Tay cầm cán bút bắt vặn Fuji Gold. Đây, cần rất đẹp nha. Thì cái con này thì em sẽ đo cho mình cái ngọn luôn để anh em mình tham khảo kỹ hơn. 21 nha, 21 cái ngọn của cần thì đo được là 164 cm nha. Đây 164 cm. Cái gốc thì đo được cho mình là 58 nha. Đây 58 cm. Trọng lượng của cần thì cân được là 220 g, mã số 18, giá 1.800.000. Đây dàn khoen, đây dàn khoen full set bát gold nha. Dòng của Mỹ ạ. Đây tiếp theo thì vẫn có một con cần của Mỹ này, em trồng thì rất ít nha, lâu lâu một hai con về thôi. Tiếp theo thì mã số 19, ở đây sẽ có một con cần lưu hai khúc máy đứng. Đây con này của dòng Smith nha, đây Smith của Mỹ nha. Blow shot. Thông số con này độ dài cần là 10 feet là 3 m nha. Thông số tại mồi từ 10 đến 40 g. Tại cá từ 8 đến 20 là bao. Thì con này thông số độ cứng tầm khoảng và M hơn nha. Dạng khoen của cần đều là dạng khoen full set nè. Đây dạng khoen full set 3 chân hết. Tất cả là khoen full set nha. Mấy con này thì mình có thể là lưu gần này. Đây mình lưu gần. Mình lưu nhớ hơi nhớ thật đều được nha. Đây cái dòng Smith nha. Dòng Mỹ cho mình. Thì tay cầm cán bút và bát con này bắt vặn nha. Fuji Smith chính hãng cho mình luôn. Cần thì còn mới, rơi cho mình tầm khoảng trên 95%. Hầu như không có xây xước cho mình lắm luôn. Đây, còn đẹp nha. Tem vàng đầy đủ cho mình. Trọng lượng con này thì tương đối nhẹ, nó chỉ có là 220 g thôi. Rất là nhẹ nha. Ngọn 2.7 ly, mã số 9. Giá 2.400.000 như này. 2.400.000. Lùi nhớ hơi nhớ thực đều được này. Mã số 20. 20 thì ở đây sẽ có một con cần lưu hai khúc. Con này thì của dòng Mazorap như này. Đây Mazorap nó sẽ có một cái bao vải kèm thế này. Con này là cần lua Mazorap, con này của dòng là Cross Tiger như này, cái Cross Tiger. Thì con này hàng của mình là China xuất thị trường Nhật này. Thông số là như sau. Con này là cần độ dài của cần là 9 feet là 2.7 m. Con này độ cứng tầm khoảng vào UL thôi nha, rất là mềm. Thông số tại mồi từ 3 đến 15 g, tại cá nha, tầm khoảng từ 3 đến 10 là bao, tầm khoảng 5 kg thôi. Cái dòng này thì mình lua cảm giác nha này, 2.7 m nha. Dạng khoen con này là dạng khoen full set này. Đây cần thì còn rất là đẹp. Mấy con này thì hầu như là hàng trưng bày cửa hàng á, nên tình trạng cũng rất là mới. Con này thì nó sẽ kèm cho một cái bao vải kèm nha. Cái ngọn con này thì rất là nhỏ luôn. Đây cái ngọn của mình thì là ngọn đặt ngọn tháp nha. Ngọn zin cho cần. Ngọn tầm khoảng 1 ly thôi. Đây, tất cả dạng khoen đây là dạng khoen full set 2.7 m. Con này thì lùa nhé, mấy con nhát nhỏ nhỏ như này. Tầm khoảng vào 15 g á thì mấy con này hoặc là lớn một xíu là vừa. Đây, lên lửng thôi, rất là mềm. Con này thì 2.7 m, một trọng lượng rất là nhẹ nha, siêu nhẹ luôn, chỉ có là 130 g thôi. Mã số 20, giá 1.600.000 cho anh em. Đây 1.600.000. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một con cần lưu hai khúc, con này máy đứng luôn. Con này thì của Mazorap luôn này. Đây con này đẹp như này, tình trạng thế này. Con này cần lưu hai khúc của dòng Mazorap. Đây Mazorap, độ con này của dòng Chapara. Độ dài con này là 11 feet anh em, 110 feet thì nó ra cho mình tầm khoảng vào 3.3 m. Thông số tại mồi từ 8 đến 30 g, tại cá từ 8 đến 20 là bao. Tính thông số chuẩn cho mình thì con này rơi cho mình tầm khoảng độ của M này, M. Tay cầm thì bằng cán bần và bát của mình là bát vặn nha, Fuji Mazorap. Dạng khoen của mình là dạng khoen Fuji này, ba chân hết nha. Đây Fuji ba chân. Thì những cái dòng Chapara này của mình là hàng nội địa Nhật nha em. Không đa số thì có là thị trường Việt Nam, thị trường Trung Quốc. Thì con này hàng nội địa Nhật cho mình nha. Đây dạng khoen full set hết. Con này thì anh em mình lưu nhá, hơi nhớ thật đều được. Ngọn cần tới đo cho mình là xác cái này là ngọn 2 ly nha. Đây ngọn 2 ly. Còn rất là mới. Nhớ hơi nhớ thật nha, 3.3 m. Cho nhưng mình lưu bình á, chỗ mà lục bình nhiều á. Đây là ok này. Trọng lượng cũng tương đối nhẹ luôn, nó chỉ có là 180 g. Mã số 21. Giá con này là giá 2.000.000 như này. Mã số 22. 22 thì đây sẽ có một con cần Hechi cho mình có bè. Con là cần Hechi hai khúc như này. Cần Hechi hai khúc, độ dài con này là 1.8 m nha. 1.8 m. Thì cần carbon, dạng khoen Fuji, ba chân sứ đen hết. Ngọn cần thì là ngọn 1 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng độ cứng 10 thôi. Cứng 10 thì mình câu bè, câu cá nâu, cá rìa, câu cảm giác thôi này. Bắt gập nha, Fuji F6. Đây, 1.8 m cứng tầm khoảng 10. Trọng lượng cân được là 100 g, mã số 22, giá 500 ngàn. Mã số 23,
A3 thì sẽ có một con cần hai khúc cho mình cùng ngâm. Để cùng ngâm là C. Con cần này là cần của hãng Shimano nha anh. Độ dài cần là 2m1, độ cứng 30. 30 thì cũng dạng mềm thôi. Hàng China xuất Nhật, có mã code này và tem vàng đầy đủ. Thì 2m1, tình trạng con này như thế này đây. Con này bị hụt một xíu nha, hụt tầm khoảng 3 cm nha, 3 cm cho mình. Thì hiện tại ngọn của mình là ngọn 2 ly, dàn khoen cũng là dàn khoen Fuji hết rồi. Đây, dàn khoen Fuji 3 chân hết nha. Thế là cho mình câu bè, câu ngâm đều được này. 2m4 của dòng là Simiti. Đây, tổng thể này tay cầm căng mút, khoen pad, khoen pad Fuji hết, Shimano chính hãng luôn. Trọng lượng cân được là 190g, mã số 23, giá 500.000. Mã số 24 ạ. 24 thì đây sẽ có một con cần hai khúc cho mình câu bè nha. Đây. Cần hai khúc cho mình câu bè, câu ngâm. Cần này thì cần carbon, độ dài cần là 2m4, độ cứng là 50 nha. Đây 50 2m4. Ngọn con này thì là dạng ngọn đặc, ngọn tháp này. Nguyên cái dàn khoen của cần á thì đều là dàn khoen Fuji, loại xi đá trắng hết. Độ cứng 50 thì ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Đây tổng thể thế này. 2.5 ly nha. 2m4 cứng 50 cho mình câu ngâm câu bè được, dạng Hechi. Cứng này 40 đến 50. Trọng lượng của cần á thì cần được là 200g, mã số 24, giá 500.000 nha. Khoen pad Fuji hết ạ, 500. Mã số 25 thì con này thì mình đánh chép này, ao sùng hồi dịch vụ được nha. Có cần là cần 3 khúc nha. Đây cần 3 khúc này của hãng là Ryobi. Độ dài con này là 3m3, đi kèm cho là 3 khúc. Bài nguyên cái dàn khoen con này là dàn khoen Fuji này. Đây, dàn khoen Fuji nha. Con này ngọn cần thì ngọn lớn, ngọn 3.5 ly. Mà con này tương không cứng lắm nha. Con này cứng tầm khoảng 50 thôi. Đây keo của nó thì được quét lại nha. Đây nhìn nó hơi gồ ghề một xíu và còn sáng hết đây. Đây tập thể đây. Thì tay cầm con này thì bằng cắn bần và pad con này là pad vặn nha, Fuji Gold. 3m3, độ cứng tầm khoảng 50, chuyên dụng đánh chép, ao sông hồ tự nhiên. 50 cho anh em, không cứng lắm. Trọng lượng cân được là 430g, mã số 25. Giá con này là giá 900.000 nha. Đây 900 nha. Dàn khoen Fuji hết. Mã số 26. 26 thì sẽ có một con cần hai khúc. Con này thì của hãng Daiwa nha, của dòng Horolock. Chuyên dụng cho anh em mình có anh chép nha, cùng ngâm lan xe. Cần này hai khúc, độ dài 2m7, độ cứng 30, của dòng C-Power. Hàng Korea xuất Nhật, có mã code và tem vàng này. Thì dàn khoen của cần đều là dàn khoen Fuji, ba chân xứ đen hết rồi. Ngọn cần thì đo cho mình được là ngọn 2.2 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu Fuji đây. Anh trong cứng 30 nha. Thì chuyên dụng đánh chép, mình có cảm giác á, mình trực mạnh nó không bị rất miệng nha này. Tay cầm cắn mút và phát con này này, bất vặn này. Đây qua Fuji chính hãng cho mình luôn. Đây tổng thể này hai khúc, cùng ngâm đang xe. Trọng lượng của cần thì cần được là 400g, mã số 26, giá 800.000 nha. Cuối cùng thì mã số 27 thì ở đây sẽ có một cần là hai khúc cho mình luôn. Con này thì cần hai khúc carbon. Độ dài cần là 2m7, độ cứng 50. Con này thì cái dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji nha, dạ quang. Khoen thì hỗ trợ bên công ban đêm tốt hơn. Đây cần còn đẹp này. Ngọn con này thì đo sát cho mình được từ này là ngọn 2.8 ly nha. Cứng 50 thì nó nhịn hơn con kia một xíu. Nó sẽ dạng vừa, không cứng không mềm lắm. Phơi carbon xoắn vân toàn thân. Rồi con này thì chuyên dụng câu chép, ngu ngâm 2m7 cứng 50. Tay cầm cán mút, bát vặn Fuji, gốc của nó bằng cán gỗ nè. Đây cán gỗ trên này xuống hết luôn nè. Đây, quen khoen dạ quang. Trọng lượng là 3260g, tương đối nhẹ, mã số 27, giá 800.000. 800 nha. Rồi tổng cộng thì đây sẽ có là 27 mẫu cần và một số nháy nhá thái nè. Nhá thái nhẹ cảm giác cho mình nha. Để em ấn mẫu nào comment mã số. Nháy thì cứ inbox, em sẽ gửi hình cụ thể qua Zalo. Hoặc mình có thể lựa màu nha. Những con như thế này, cái này thì cứ nhắn tin điện cho em trực tiếp. Thì em sẽ lựa cho mình cụ thể hơn. Rồi chúc tất cả anh em có một ngày nha, đi câu thật nhiều cá, sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau ạ.